Đây là câu chuyện về một cô bé tên Nhi. Em được sinh ra trong vòng tay đầy đủ của cả cha và mẹ. Nhưng hạnh phúc ấy chỉ kéo dài được cho tới khi Cộng sản tấn công đánh phá vào ngôi làng của Nhi. Và... rồi mẹ chân bé vụng về con nói câu mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ hoa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đứa sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường này. Con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Đường đời không như con ước mơ, hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Nhà, mất cả chồng, đau đớn và không muốn mất thêm Nhi. Mẹ của Nhi đành phải gửi tạm con vào cô nhi viện, hy vọng con sẽ luôn được an toàn. Nhưng cũng từ đây, bi kịch bắt đầu. Con chào cha. Chào con đi đâu đây? Dạ cha, bọn cộng sản đã phá nát nhà con rồi, nên con phải gửi con với con cho cha. Con đã chắc chưa, cha sẽ chăm sóc em bé giùm con. Dạ, đây là địa chỉ của con, chừng nào đất nước hòa bình con sẽ quay lại nha cha. Rồi con đi đi. Chào cha. Vào tháng 3 năm 1975, chiến tranh tại Việt Nam trải qua giai đoạn đầy nảy lửa. Cộng sản từ miền Bắc Việt Nam đánh bất ngờ vào miền Nam Việt Nam. Hàng vạn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Nhà cửa bị phá hoại, đất đai bị chiếm hết. Babylift Operation, hay còn được gọi là chiến dịch không vận, là tên gọi chiến dịch di tản nhân đạo quy mô lớn của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam vào tháng 4 năm 1975. Khi Sài Gòn thất thủ, chiến dịch này nhằm mục tiêu đưa trẻ em từ miền Nam Việt Nam sang Hoa Kỳ và các quốc gia khác như Pháp, Úc và Canada. Tính đến chuyến bay cuối cùng rời khỏi miền Nam Việt Nam đã có trên 3.300 trẻ sơ sinh và trẻ em được di tản. Hàng ngàn đứa trẻ đã rời khỏi Việt Nam bằng đường hàng không và được nhận nuôi bởi các gia đình trên thế giới. Và Nhi là một trong những số đó. She was like, I know, where is Stacy? Hold on, Stacy, I'll call you back. What do you think you're doing with my lipstick? Using it? Duh. Mom bought this for me. What are you talking about? My mom bought it for me. Your mom? What are you? You know what? Ma'am! Rap Sam Nói dùng lipstick của con mà nó không có hỏi con gì hết. Sao mày không có hỏi? Because you're my mẹ. Mày muốn chết hả? Huh? Your mom. What are you talking about? Yeah, bae.
We're waiting for the right time to tell her. That was very disrespectful of you. Why are you always defending her when I'm your real daughter? Just because I didn't have her doesn't mean she's any less of a daughter to me than you are. Well, at least I'm not adopted. With that bad attitude of yours, you probably are. Clean up your room. It sounds like someone died in here. Để thưởng cho Nhi, ba mẹ nuôi của Nhi đã quyết định có một chuyến đi về Việt Nam cùng Nhi, cùng tìm về cội nguồn nơi chôn nhau cắt rốn. Và quan trọng nhất là để tìm lại mẹ ruột cho Nhi. Hello everybody, xin gửi lời chào sáng, trưa, chiều, tối tất cả các bạn trên toàn thế giới. Nay đâu đông vui vậy bà con? À, nghe nói nay là chít mệt đê. Chúc quý vị một chúc quý vị dù thất bại hay thành công, dù lóng bóng hay đi làm việc, dù ăn tiệc hay ở nhà, dù là già hay là trẻ, dù sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hay là tôm, dù uống mía ôm hay uống trà đá, dù hút thuốc lá hay là không, dù lóng, dù có công hay có tội, dù bơi lội hay karate, dù đi xe hay đi bộ, dù bóng lộ hay bóng đèn, dù là hèn hay là sang, thì cầu chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình và đặc biệt tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Nếu hay cho chàng vỗ tay nghe nữa đi bà con. Nghe nè, trời ơi, mới đầu sáng ra mà nằm vậy là mất mùa rồi. Ê, chạy xin lô quá mà tôi là rần rần ngủ. Ai xin lô mà con xin lô, xin lô ê. Xin lô, xin lô ê. Hai đứa muốn đi xin lô không con? Nếu ba muốn. Ok, xin lô, xin lô. Ê, xin lô nhịp nhau. Let go, let go. Sorry, sorry, chỉ là mỏng tay thôi. Mày. How many people are there? Four people. Just four. Let go. Two here and two here. Ê, bảy lũ. Dậy. Ngủ hoài mày. Hai khách. Đi nào. Để chỉ đến đây nè. Ok, để mình chạy cho. So how long have you been a cycle driver? Oh, yes. Ê, tao nói mày nghe cái gia đình gì đâu mà nó mập như ma vậy. Đạp mà lời bán hỏng, đổ mồ hôi cha lột mồ hôi mẹ, xanh bành hội luôn á. Mày you nói cái gì? No, không nói gì hết, vui vẻ không quạo. Ê, vô. Mày, thay dục, tụi nó đi bảo đó. Cái gì? Đừng có mua nghe chưa, nó chặt cho chém cho đẹp đó. The weather's nice today, huh? Oh, good night. Ê, hey, chào mừng mấy chị Kiều mới về Việt Nam. Bên tay trái của chúng ta là nhà thờ Đức Bà. Còn bên tay phải của chúng ta là Bến Thành Mắc Khiết. Và welcome to Sài Gòn. Theo cơn gió và tôi đi về một nơi cuối tất cả cùng tia nắng thắp lên trong tôi niềm tin yêu dân tràn cùng tôi bước đi thật mau đôi chân kia không biết mỏi mệt để chờ nhé những giấc mơ bao ngày Sài Gòn tôi đến đây để rồi nhảy hoài trả tiền xe xin lô đi 300. Cảm ơn. 300. Cảm ơn. Good luck today. Ok, gia đình đi nè. Ê, đi nhậu. Ngon. Ê, mấy anh lính ra dọn xe vô. Đi nhậu nè mấy đứa.
nhờ vào địa chỉ ngày xưa mà cha Thịnh đã đưa cho hai vợ chồng khi nhận nuôi Nhi. Ba mẹ nuôi của Nhi đã tìm gặp mẹ của Nhi. Ok. Gia đình đi nè. Ồ. Bến Thành nè. So pretty. Wow. Do you know where we're going? Được, yeah. Yeah. Hey, Anne, based on the address, I think it's here. Should we ask the old man? I think we should. Wait, before we go, can me and Jenny go buy Nook Mia? You sure can. Thank you. Let's go, Jenny Boo. Are you sure? Yeah. Chào ông. Hả? Whoa. Ông có biết nhà bà Thảo bán chuối chiên ở đâu không? Hả? Nhà bà Thảo bán chuối chiên. Tôi bị điếc rồi nói tân hơn. Bà Thảo bán banana chiên. Oh, bà nhổ bên kia. Ở bên kia. Yes. Ok. Chào ông. Chào ông. Hả? Hai cô chú mua chiếc chiên không? Bà là bà Thảo không? Đó là tôi. Ủa, hai cô chú tìm tôi à? Bà có nhận ra cái hình này không? Ủa, sao? Sao hai cô chú có hình này vậy? Đây là con Nhi, con nuôi của tụi con. Nhưng mà Nhi là con của tôi mà. Bởi vì chiến tranh tôi là thất lại nó 18 năm nay rồi. Nó là thâu Nhi, con tôi là không? Nước mía, nước mía, nước mía, nước mía, nước mía. Tại sao cô đẩy ba mẹ của con vậy? Nhưng mà Nhi mẹ không ra. Cái cô này là ai vậy? Nhi, we have something to tell you. From the first day that we saw you, we knew you were the one. But we kept a secret from you. What's the secret? We're not your biological parents. Y'all are joking, right? Y'all aren't my real parents. I told you. Jenny, you knew about this. You don't want to tell me. Christy. You asked me. Dad, you knew about this. And you don't want to tell me. You told each other everything. Christy, please. No. Get off. Christy. My sister, my mom, my dad. I've been living with them for 18 years. And y'all don't want to tell me this? I freaking hate y'all. Don't ever talk to me again. You mean you? Get off me. You're not my mom. Anh đi theo nó. Jenny, please. Mày có money. Mày muốn chết hả? Thôi ơi, chị đừng có buồn. Từ từ nó sẽ biết. Nhưng mà chừng nào nó mới hiểu. Tôi ngay lần trước nó còn không công nhận tôi nè. Không sao, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho nó. Quá bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra và không muốn tin vào sự thật. Tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt Nhi. Tuy nhiên, Nhi vẫn luôn tin vào Chúa nên đã tìm đến nhà thờ để tâm sự với người. God, where do I belong? Does my mom even want me? Is my family all alive? God, please, please help me. Bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ. Chốn xa mong ước con yên bình, mẹ thật hiền tựa nắng mai ấm ôm con tháng ngày.
dịu dàng hát khúc ca. Sao con thấy mẹ buồn nhìn cánh đồng xa xa. Nhi ơi, Nhi. Mẹ ạ, mẹ có phải là mẹ ruột của con không? Đúng, mẹ là mẹ của con. Con xin lỗi mẹ. Nhi đứng lên, đứng lên. Mẹ mới là phải là người xin lỗi con. Bởi vì chiến tranh mẹ thất lạc con bao nhiêu năm nay. Rồi mẹ lại phải để con vô cô nhi viện nữa. Mẹ thật sự xin lỗi con. Con biết rồi mẹ, con xin lỗi mẹ. Và thế là hai mẹ con đã nhận ra nhau. Mặc dù Nhi vẫn phải trở về Mỹ để tiếp tục học college, nhưng chỉ vài năm sau đó, Nhi đã bảo lãnh cô Thảo qua sống chung với ba mẹ nuôi để Nhi có thể tiện chăm sóc và giúp bà có cuộc sống tốt đẹp hơn.